Ở trong Gawin ấy thì chúng ta cũng chỉ xoay vòng vài những vài một vài những cái trò mà chúng ta thường xuyên hay chơi thôi. Nhưng mà xoay vòng ở đây nó không không phải là nó tạo ra cho chúng ta một cái sự nhàm chán, mà cái sự xoay vòng ở đây ấy, tức là nó tạo ra cho chúng ta là gì? Một cái quy luật và một cách chơi nó hiệu quả thì chúng ta sẽ có thể áp dụng thường xuyên được, đúng không? Nhưng mà nhá, mình thấy có rất nhiều anh em mắc phải những cái lỗi rất là cơ bản thôi. Ví dụ như là 1-2 ngày đầu tiên, hoặc là thậm chí là 5-7 ngày đầu tiên trong khoảng 1 tuần đầu ấy, thì anh em áp dụng công thức, anh em áp dụng cách chơi nó rất chỉ là ok. Mỗi ngày anh em cũng chỉ tuân thủ là ví dụ mỗi ngày anh em chỉ kiếm khoảng 500k thôi anh em nghỉ, đúng không? Nhưng đến ngày thứ 8 thứ 9 thì anh em lại mất đi cái sự bình tĩnh, tức là lúc này cái lòng tham của anh em nó không kiềm chế được thì anh em lại đánh to lên. Bình thường thì những ngày đầu tiên thì chúng ta chỉ đánh có 50.000, 100.000 mỗi tay thôi. Thì ở những tay sau thì anh em, những ngày sau thì anh em lại có kiểu như là anh em tham. Thì mỗi ngày kiếm 500 thì bây giờ anh em nghĩ là bây giờ mình đánh đến khoảng là 200-300k thì mình có thể kiếm từ 1M đến 2M được, đúng không? Đấy. Nhưng mà thực tế ấy, khi mà anh em tham như thế thì đến cái ngày tham ấy thì cái tâm lý của anh em nó bắt đầu run. Tại vì chúng ta đang quen với việc là chúng ta đánh nhỏ rồi. Mà bây giờ bộp một phát là chúng ta đánh to thì thực tế với anh em ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của anh em rất chi là nhiều. Vậy nên ấy là khi mà chúng ta đang quen đánh nhỏ rồi thì mình hãy cứ duy trì đi, mình cứ duy trì cái việc đánh nhỏ đi. Được chưa? Anh em đánh to thì vẫn được, mình cũng không sao cả. Đấy, mình thấy là cũng không sao cả, nhưng mà đánh nhỏ ấy thì cái tâm lý của anh em nó sẽ hiệu quả hơn, tức là cái tâm lý của anh em nó sẽ ổn định và thoải mái hơn. Được chưa? Cái tâm trạng của anh em sẽ tốt hơn. Và nếu như có gãy ấy, thì chúng ta cũng gãy một số vốn nhỏ thôi. Ngày hôm sau chúng ta hoàn toàn ta có thể nạp lớn hơn để chúng ta gỡ lại nhiều hơn, đúng không? Gỡ lại cái số mà ta mất và thậm chí là có thể là lãi nhiều hơn. Đấy. Tại sao là chơi nhỏ thì nó vẫn an toàn hơn? Riêng trong cao win thì tại vì sao? Tại vì mình chơi game nhiều cửa. Đấy. Và xác định là chơi cao win thì chỉ nên chơi game nhiều cửa thôi thì cái tỷ lệ win của mình nó mới cao được anh em ạ. Đấy. Xác định là chơi game nhiều cửa thì tỷ lệ win của mình cao được. Ở đây thì game nhiều cửa nó có xích bo này, nó có siêu xe này, quay thú này, có super bull này. Đấy, một mấy cái trò nhiều cửa này là rất chi là dễ thắng nha. Baccarat với lại long hổ thì nó cũng không phải là nhiều cửa lắm, nhưng mà nó có ít nhất là 3 cửa. Thì cứ anh em cứ chọn những con đi 3 cửa ấy thì anh em đánh thì cái tỷ lệ thắng của anh em lúc nào nó cũng sẽ cao hơn. Biết khẳng định với anh em là như vậy. Đấy, khẳng định với anh em là như vậy nha. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục vào chơi super bull này. Superbull thì mình sẽ một phần nó cũng dựa vào cái kiểu như là cái độ may mắn của bài anh em nữa. Cái độ may mắn bài của anh em, ví dụ bài độ may mắn bài anh em mà lớn ấy thì anh em hoàn toàn là anh em có thể là anh em ăn được. Thì ở đây thì mình sẽ áp dụng cái cách đánh và đánh theo cái cửa nhỏ nhất và cái cửa lớn nhất. Cứ bài cửa nào nhỏ nhất thì mình sẽ đánh và bài cửa nào lớn nhất thì mình sẽ đánh. Ok, thì sẽ đánh cửa big và cửa cơ này. Lần này sẽ đánh cửa big và cửa cơ này. Bài cái khá là lớn thì mình sẽ vốn của mình nó cũng không quá là lớn, mình sẽ chia vốn làm 3 phần mình đánh, thì mỗi lần mình đánh sẽ khoảng 40k thôi. 40k nếu mà bài cái buôn buôn thì mình sẽ mất 400k đấy anh em ạ, không ít đâu. Đấy, thì mình sẽ bài của anh em, ví dụ như bài của anh em càng lớn thì tỷ lệ win của anh em càng cao. Ui rồi anh em ạ, ăn hai cái buôn buôn luôn, hai buôn buôn luôn. Lần này thì sẽ đánh cơ và tép này. Ui, húp chọn 400k anh em ạ. Hút chọn 400k tay đầu tiên luôn. Cả hai cửa mình đánh đều là bùn bùn. Ui, thế với anh em lần đầu tiên luôn đó. Lần đầu tiên áp dụng cái mẹo này mà ăn được cả hai cửa đều là bùn bùn luôn. Thực tế thì ăn cả hai cửa thì vẫn có rồi, nhưng mà ăn cả hai cửa bùn bùn thì cũng hiếm lắm anh em. Không phải lúc nào mình cũng ăn được cả hai cửa bùn bùn đâu. Ui sao lại super kìa. Ui super kìa anh em ơi. Ngon quá. Thôi chết rồi, không kịp check xem là cái tay lớn nhất là tay... Mình chỉ nhớ là tay lớn nhất là tay super này. Còn cái tay nhỏ nhất là nếu mà không nhầm là cửa này. Không nhầm là cửa này nhá. Thôi lần này để ý một tí. Tại vì mình thấy cửa super thì mình hơi hơi khoái anh em ạ. Hơi khoái tí để xem hôm nay là kiếm được bao nhiêu cho super bull này nhá. Để xem bài cái nào. Bài cái bull 7 này. Ok, lần này thì sẽ đánh vẫn đánh hai cửa vừa rồi. Lần này sẽ vẫn đánh hai cửa vừa rồi thôi. Và sẽ lên là với 400k gấp thép luôn ở tay này. Mỗi cửa 40k bài cái buôn buôn là mất luôn 2/3 vốn anh em ạ. Mất luôn 2/3 vốn, 3/4 vốn chứ không ít đâu. Buôn bốn này, rồi một buôn buôn ngon. Rồi ôi hai buôn buôn anh em ạ. Hôm nay bắt theo cái mẹo này quá đỉnh luôn. Không biết buôn nào lớn hơn đây. Quên không được check. Không được check bài số của phần. Thì đó ok, mình sẽ chọn là vẫn chọn là cửa cái cửa
cái cửa 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 ấy nha anh em nhá, cửa cửa bích nhá, tại vì mình thấy cửa bích đang thắng nhiều. Đấy, bài cửa bích thì có vẻ nó sẽ lớn hơn, lúc nãy nó lớn hơn bài cửa rô sao ạ. Bài cái bun 2 này, úi rồi bun bun này, thêm một cái bun 8 nữa, ok nha. Lần này thì sẽ là cửa bích và cửa bích và cửa cơ. Lần này thì bài cửa bích và cửa cơ sẽ là hai bài nhỏ nhất và bài lớn nhất. Hôm nay có rất nhiều bun bun luôn anh em ạ. Bài cái bun bun ngay tay đầu tiên thì tay những cái tay sau mình thấy là hầu như bài bài của con đều bun bun rất chi là nhiều. Đấy. Bài con rất bun bun rất chi là nhiều luôn đó. Rồi lần này thì bài cái bun bun rồi, nó ăn lại của mình 400 rồi anh em ạ. Vẫn ôi, bài vẫn mình vẫn có bun này. Mình vẫn có bun này anh em ơi. Ảo thế nhỉ? Ảo thật sự luôn anh em ạ. Bài bài con cửa rô vẫn bun này. Bài con cửa rô vẫn có bun luôn ạ. Ui. Đỉnh của đỉnh thực sự anh em ạ. Dây này bài con đang rất là lớn nha. Mình cứ theo một bài một bài lớn một bài nhỏ. Cứ bài nhỏ nhất mình quất, bài lớn nhất mình quất rồi. Rồi đấy. Ăn thêm bun bun không? Rồi bun 6. Ăn cả hai luôn anh em ạ. Lên được 2M7 luôn, khá là hấp dẫn luôn anh em ơi. Ơ nhưng mà quên rồi, quên không được xem bài nào rồi. À bun bun này, nhưng mà không biết là con bài lớn nhất là bài nào, thôi được rồi. Đánh 30k cửa bích nữa nha. Tay cuối này, tay này đánh nốt 30k cửa bích nữa là mình sẽ nghỉ. Để xem có kiếm được bao thêm được khoảng 100k nữa không. Bun 1 này, ui rồi. Thề với anh em luôn, được quá kinh thực sự luôn ạ. May mắn anh em ạ, hôm nay thật sự với anh em cái clip này là một cái clip cực kỳ may mắn luôn, khi mà mình đặt phải bun bun liên, tức là bài của mình nó rất chia lớn, tức là bun bun liên tục. Đấy, bun bun liên tục. Thực tế thì khi mà anh em test được đánh cái mẹo này thì mình test nhiều rồi, là anh em chắc chắn là anh em vẫn win, nhưng mà mình không nghĩ là ngày hôm nay lại có thể win nhiều đến như vậy. Đấy, nó bun bun nhiều đến như vậy thì chắc chắn là cái tỷ lệ thắng của anh em nó rất rất chi là cao rồi. Đấy, lãi cũng rất chi là nhanh rồi, đúng không ạ? Thực tế thì nếu như bài của mình nó không buôn được nhiều như thế này, không may mắn như ngày hôm nay, thì chắc là tầm này thì mình cũng chỉ lãi được khoảng tầm độ là 500-700k thôi. Đấy, chứ không lãi được khoảng hơn một mờ rưỡi như vậy. Đấy, rất chi là ngon luôn. Tầm đấy thì nếu mà bài nó cứ chạy đều đều thì mình cũng chỉ khoảng tầm độ dao động khoảng tầm độ trên dưới một mờ gì đấy thôi, chứ lại không nhiều đến như thế, không x2 được 4 như này. À, nói chung là cái mẹo này đánh vẫn chi là ngon nha. Rồi ok, thì cái video này thì mình sẽ khép lại ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình, và hẹn anh em ở những video tiếp theo lần sau của mình nhá. Link tải cũng như link đăng ký cũng như cao win thì mình sẽ để phần mô tả và phần bình luận dưới video cho anh em nhá.